Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký cuối năm 2012, đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản 2.5 máy dầu này rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Có thể nói ở đây là một trong những cái xe ở cái phân khúc 7 chỗ ngồi gầm cao hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, kinh tế nhất ở chiếc xe này đây. Vì nó là máy dầu cho nên rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. 2.5 máy dầu, số tự động quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Ford Everest 2.5 máy dầu Limited 2012 biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited máy dầu 2012 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé, cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký cuối năm 2012, đăng ký biển Hà Nội, và đến nay tính ra thì đã sử dụng được 10 năm rồi quý bạn nhé. Nhưng chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 11 vạn thôi quý bạn ạ. Rất là đẹp. Và ở cái phiên bản Limited này thì xe cũng đã được trang bị rất là đầy đủ option từ la răng đúc rồi quý bạn nhé. Đèn gương chiếu hậu là xi nhan trên gương. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe 2012 7 chỗ ngồi, số tự động. Đấy, rất là đẹp này. Cái dàn lốp này thì quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng mới thay cho nên là còn rất là dày các bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe thay cái dàn lốp này từ năm 2021 này. 21 đến bây giờ là sử dụng được 2 năm rồi mà còn mới nguyên như này đây các bạn này. Đấy, chiếc xe này chạy cũng rất là ít này. La răng đúc 6 cánh kép rất là đẹp, rất là khỏe các bạn nhé. Bậc cửa này, gương chiếu hậu có xi nhan trên gương này, ốp gương là chrome, rất đẹp luôn. Giá nóc cũng bằng kim loại các bạn nhé, rất là đẹp. Và nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn rất mới luôn. Đấy, cụm đèn pha này, mặt ca lăng này, đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2012, xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đây quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, một chiếc xe SUV gầm cao rất là cứng cáp, rất là chắc chắn quý bạn nhé. Với lốp treo lưng, đấy, lốp sơ cua là treo lưng, rất là kiểu dáng địa hình đấy, off-road quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì các bạn thấy đây ạ, phiên bản này là phiên bản Ford Everest Limited các bạn nhé. Đấy, Limited này, lốp treo lưng này, và cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới luôn các bạn này. Đấy, cụm đèn hậu này rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này, đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Nước sơn bên ngoài thì đã sơn lại rồi các bạn ạ, cũng đã sơn lại rồi, nhưng mà chỉ vì xước sát sơn thôi chứ không bị đâm va gì đâu. Đây là những cái nền nó rất là đẹp này. Đấy, cái nền nó còn rất là căng. Đấy, quý bạn xem đây ạ, cái nền này rất căng, nước sơn thì rất bóng, rất là đẹp đấy ạ. La răng rất là chắc chắn, rất là khỏe này. Lốp thay từ 2021, 2 năm sử dụng rồi mà còn mới còn dày như này đấy ạ. Đấy, Everest phiên bản 2.5 Limited quý bạn nhé. Giá nóc cũng là giá nóc kim loại luôn đấy ạ. Bậc cửa cũng là bậc cửa kim loại này.
giá nóc cũng bằng kim loại. Nó khác với những cái dòng xe khác nhé. Những dòng xe khác là giá nóc hay là bằng bằng nhựa, như đây là giá nóc bằng kim loại đấy, rất chắc chắn. Đến cái bậc cửa này cũng là bằng kim loại luôn ạ, bằng nhôm, rất là chắc chắn. Và phần gầm chiếc xe này, chiếc xe này là gầm cao, cho nên là tôi sẽ chụp, tôi sẽ quay cả gầm cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, đây là cái phần gầm bạn nhé, đều rất mới này. Đấy, quý vị bạn xem những cái phần gầm này, tôi quay chi tiết cho quý bạn xem nhé. Đều rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Với những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì quý bạn yên tâm luôn về cái phần gầm. Chỉ có những chiếc xe chạy ở vùng biển hoặc là vùng đồi núi thì cái gầm nó mới xấu thôi. Chứ còn là những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì gầm đều đẹp này. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị bạn xem nhé. Từ những cái phần gầm này. Đấy, rất là mới luôn này. Ống bô này, ống bô còn sáng như này này. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ, một chiếc xe 2012, 10 năm sử dụng rồi mà còn mới như này. Về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần gầm đều mới đẹp như vậy. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn xem này, từ keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Cho đến ốc bản lề còn nguyên luôn quý bạn này. Táp bi này, thưa với quý bạn, táp bi rất mới, rất là đẹp. Đấy. Và bộ ghế da này thì tôi cũng xin chia sẻ luôn với quý bạn là anh chủ xe này, anh lại thích cái màu này. Đấy, màu xanh navy, cho nên là anh bọc lại cái bộ ghế da này màu xanh navy nha, da xịn đấy ạ. Đấy, da xịn mà anh bọc lên đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy các bạn xem này. Toàn bộ những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị camera hành trình, cả camera hành trình, camera lùi luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, sàn da rồi này. Đấy, xe đã được trải cả sàn da rồi các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ này còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Đấy, toàn bộ về cái nội thất đằng sau này cũng đều rất là mới này, từ táp bi này cho đến ghế này. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất đẹp, rất là mới luôn quý bạn ạ. Đây, tôi gập cái ghế này lại cho quý vị các bạn xem ở đằng sau này. Đấy, ghế đằng sau này cũng còn rất mới này. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng bước lên chiếc xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong. Tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho quý bạn xem nhé. Tôi đã nổ máy lên rồi. Camera hành trình, camera lùi. Âm thanh của cái loa nghe cũng rất là hay. Còn đầy đủ hết luôn các bạn nhé, nguyên bản đấy. Đầu CD. Đấy, nguyên bản này. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe đã lăn bánh được 11 vạn rồi các bạn này. 11 vạn 4 nghìn. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Tất cả còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, từ cái cần số này, vô lăng này, toàn bộ về táp bi này, táp lô này. Đấy, táp bi, táp lô đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Tất cả từ những cái phần nhựa này thì các bạn thấy đây ạ, phần nhựa này đều rất là mới này. Cái nhựa này là nó màu kem các bạn nhá, cho nên là phải giữ gìn thì nó mới đẹp, nó mới mới được như này. Đấy, bác chủ xe cũng đã bọc cái trần da rồi, rất là sạch các bạn ạ. Rất sạch, rất đẹp luôn. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Phiên bản 2.5 máy dầu đi là rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Điều hòa cũng đang hoạt động rất là tốt. Tôi kiểm tra hết cả hai chiều, nóng lạnh hoạt động rất là tốt luôn các bạn nhé. Đấy, phải muốn nói là chiếc xe này rất là đẹp.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, tức là cửa hậu cho quý bạn cùng xem đấy. Đấy, cửa hậu cho quý bạn cùng xem nhé. Từ keo chỉ này, từ keo chỉ của cái cánh cửa hậu này này. Đấy, còn nguyên bản luôn này. Đèn ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp luôn này, từ táp bi cánh cửa hậu này cho đến bộ phần nhựa phần ghế da đằng sau này cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp ạ. Với những so với những chiếc xe 2012, tức là sau 10 năm sử dụng rồi, thì chiếc này tôi cũng có thể nói là rất là cứng cáp đấy ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe dán phin rất là xịn này. Phin này là phin Luma của Mỹ đây các bạn nhé. Phin Luma nếu mà dán từ đầu đến bây giờ thì nó còn rất là mới, rất đẹp thế này đây ạ. Vẫn còn nguyên phin nguyên từ đầu. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa sau này cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, táp bi này rất mới luôn, rất mới, rất đẹp luôn cái táp bi này các bạn ạ. Đấy, và ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này. Đấy, nội thất đằng sau các bạn này, nội thất đằng sau cũng rất mới, rất đẹp luôn đấy. Toàn bộ từ những cái phần nhựa này đến phần trần này và đến phần da đều rất là đẹp này. Chiếc xe này cũng đã được thiết kế cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này trên trần này. Để cho rất là thoáng, rất là mát luôn. Mát nhanh cho cả xe. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên luôn quý bạn nhé. Keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều mới này, ốc bản lề cánh cửa này đều nguyên bản và rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Đấy, táp lô đều rất mới, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Sau 10 năm sử dụng rồi mà còn mới còn đẹp như này thì rất là ít xe đấy quý bạn nhé, không nhiều xe đẹp được như chiếc này đâu ạ. Đấy, toàn bộ về cái phần nội thất này rất là mới. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Everest 2.5 Limited này là một cái khối động cơ diesel các bạn nhé. Đấy, động cơ diesel này 2.5, dung tích 2.5 lít các bạn ạ, kết hợp với hộp số tự động. Đấy. Và cái động cơ này thì tôi xin cam kết với quý vị bạn, nó là cái động cơ nguyên bản nhé. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đã vừa mới thay dầu, bảo dưỡng toàn bộ về cái động cơ này rồi. Và cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, cho nên là về cái động cơ này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dạ, chúng tôi cũng vừa mới bảo dưỡng hết lại toàn bộ cái động cơ này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào bây giờ mà sở hữu chiếc xe này về thì chỉ việc đổ dầu vào mà chạy thôi ạ. Không phải làm cái gì nữa đâu ạ. Chúng tôi làm lại và bảo dưỡng, đa số là chỉ có bảo dưỡng lại thôi quý bạn nhé, chứ không phải làm cái gì nhiều ở cái phần động cơ của chiếc xe này đâu ạ. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé, toàn bộ từ những cái ốc cabo này. Đấy, còn nguyên bản này, rất là đẹp này, cabo nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần máy móc, khung gầm, thân vỏ của chiếc xe Ford Everest 2012
phiên bản 2.5 Limited này. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 415 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2.5 Limited này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.